Huấn luyện viên Park Hang-seo thăm gia đình tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Gia đình tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vui mừng khi có khách quý đến nhà chơi. Mới đây, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng đăng ảnh được huấn luyện viên Park Hang-seo đến chơi nhà. Khách quý đến chơi nhà, tiền vệ này viết. Qua hình ảnh có thể thấy, không chỉ Đỗ Hùng Dũng mà người thân của cầu thủ cũng rất vui mừng khi được trò chuyện và chụp ảnh cùng huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo đến thăm gia đình cầu thủ Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng là học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo khi ông còn là huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Hiện tại, dù không còn làm việc tại Việt Nam, nhưng mối quan hệ thầy trò giữa Đỗ Hùng Dũng và Park Hang-seo vẫn rất tốt đẹp. Trước đó, khi có dịp sang Hàn Quốc, Đỗ Hùng Dũng cũng đi ăn cùng gia đình Park Hang-seo và cầu thủ Văn Toàn. Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng đi ăn cùng gia đình huấn luyện viên Park Hang-seo và Văn Toàn.